nào mọi người ạ. Hôm nay mình tiếp tục mình đi quay máy cắt cho mọi người xem nè. Bây giờ hiện tại có cái 132 nó đang thả giặt cửa nha. Với cách đây 132 mọi người. Mấy này thì hiện tại các cái đồng này cứu ngã hết 99% rồi nha mọi người.
tại giờ cái máy VKD 102 Bà Rồn cũng đang chuyển đồng mới, đang thấy hàng giữa nha. Nghẹt 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 gần này, đi nghẹt hàm mà mọi người. Đây lú ngã quá, anh để cái hàm sáng dưới quá đó mọi người. Để đi nghẹt hàm, ý là ông nghẹt hàm và có thể nó mà sốc luôn sình là nó nghẹt luôn cái gần luôn của ông chừng. Coi kênh mình thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh mọi người. Mình nhớ nhấn vào cái chuông để nhận được nhiều video mới nha. VKD 102 Bà Rồn đang cắt về nha. Thì mấy này cắt làm này thì mình cũng xin phép là kết thúc video đây luôn. Hẹn gặp lại tất cả nhà mọi người và ngày mai là những video tiếp theo. Mặt quá rồi, quay đã nổi luôn rồi. Mình kết thúc video nha.